Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới áp dụng vào lĩnh vực xe máy của mình. Vâng, video hôm nay mình rất vui mừng khi gặp các bạn trong video này. Video hôm nay thì mình muốn giới thiệu về một cái tính năng mới trên dòng máy Smart Tool 2 hiện nay các bạn. Nó sẽ liên quan tới cái phần mà khóa thông minh Smart Key. Trên tay của mình hiện tại đây chính là một cái hộp ESU của Servison, mẫu mới nè các bạn. Cái mẫu mới dòng khóa Smart Key á, thì cái mẫu mới của nó sẽ là có một dắt nè, một dắt như một dắt giỏ các bạn sẽ thấy ha. Đây một dắt. Trong một số trường hợp á, hoặc cái remote nó cũng khác nè các bạn. Remote nó cũng rất là khác. Thì trong một số trường hợp mà chúng ta cần phải lấy cái mã OSM ID trong những cái hộp một dắt hoặc là hai dắt mà nó đổ liền như thế này nè, các bạn sẽ thấy nè, đổ liền keo như thế này mà chúng ta không tháo ra được nè, thì bắt buộc chúng ta cần phải là lấy cái hộp OSM này khui ra để đọc mã OSM ID. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái tính năng là chúng ta không cần phải khui cái hộp này ra mà chúng ta có thể đọc được cái mã OSM ID với điều kiện bắt buộc là chúng ta cần phải cái hộp ESU này của chúng ta cần phải có là cái remote nha các bạn. Thì thông qua cái máy Smart Tool 2 của chúng ta ha các bạn, thông qua máy Smart Tool 2 của chúng ta thì chúng ta chỉ cần kết nối với máy Smart Tool 2 thì chúng ta sẽ đọc ra được cái mã này rất là nhanh ha. Trong một số trường hợp bắt buộc chúng ta cần phải đọc cái mã OSM ID này ra mà chúng ta không cần phải khui cái hộp. Không cần phải khui cái hộp này ra ha các bạn. Trong một số trường hợp chúng ta đọc mà chúng ta không cần phải khui cái hộp này ra thì với chiếc máy Smart Tool 2 của chúng ta sẽ hoàn toàn làm được cái tính năng này ha. Và cái thao tác làm sao thì mời các bạn xem video ha. Các bạn xem video mà thấy nội dung có hữu ích, giúp ích được công việc của mình thì các bạn hãy like, subscribe, chia sẻ giúp mình ha. Thì các bạn nhớ đăng ký. Khi các bạn đăng ký thì các bạn kế bên sẽ có cái chuông, các bạn nhấp vào cái chuông giúp mình, chọn cái phần trên cùng để khi mình phát video ra thì các bạn có thể nhận cái video đó sớm nhất để mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất hoặc là những chức năng mới nhất trên cái máy Smart Tool 2 hiện tại đang áp dụng trên thị trường mà nhiều anh em thợ đang sử dụng rất là nhiều ha. Rồi mời các bạn xem video. Các bạn sẽ thấy nè, cái mẫu Vision mới các bạn sẽ để ý nè, cái mã của chúng ta nè, K2C nè các bạn ha. Và cái dắt của nó là dạng dắt nhỏ nè ha. Và cái các bạn cũng sẽ thấy luôn cái remote của con Vision mới của chúng ta rất là làm lạ trên thị trường ha. Nhỏ gọn ha các bạn, chỉ có hai nút thôi ha. Tìm xe một khóa ha các bạn, rất là nhỏ gọn. Đối với những nhỏ gọn này sẽ thích hợp hơn cho những chị em phụ nữ cần nhỏ gọn bỏ túi ha các bạn. Rồi, để mà thực hiện cái chức năng đọc mã OSM ID ra thì bắt buộc máy Smart Tool 2 của các bạn cần phải có cái dắt đầu cho con Vision nha các bạn. Các bạn để ý nè, dắt đầu cho con Vision nó sẽ nhỏ như thế này. Và các bạn kiểm tra lại giúp mình coi các bạn đang sở hữu máy Smart Tool 2 xem có dắt này chưa. Nếu như chưa thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình ha. Mỗi một cái dắt như thế này chỉ có 200.000 thôi nha các bạn. Và các bạn cần phải mua dắt này để thực hiện cái việc đọc lấy mã của con K-Vision mới, mẫu mới ra ha các bạn. Thì cái dắt các bạn cứ việc ghim trực tiếp giống như những dắt bình thường thôi. Nè, đây chúng ta sẽ ghim vào như thế này. Và đầu còn lại của chúng ta sẽ kết nối với là máy Smart Tool 2 ha các bạn. Và nhiệm vụ của chúng ta là cần phải lấy nguồn cho máy Smart Tool 2 ha. Đây, chúng ta sẽ lấy nguồn cho máy Smart Tool 2 như thế này. Nha các bạn. Điều đầu tiên là chúng ta phải vào phần Smart Key, chọn Honda. Đây, các bạn sẽ thấy 21 pin Vision. Chúng ta sẽ chọn phần 21 pin cho con Vision ha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ vào phần lập trình tự động. Trước khi vào phần lập trình tự động thì các bạn cần phải kiểm tra cho mình là xem cái remote này, kép OB này đã thật sự là của phải ESU này hay chưa. Thì chúng ta sẽ vào chức năng kiểm tra đồng bộ
SU và FOB vào chức năng lập trình thủ công ha các bạn. Đây, chúng ta sẽ tiến hành vào phần lập trình thủ công và tiến hành chọn. Chúng ta sẽ chọn vào chức năng cuối cùng, kiểm tra đồng bộ FOB và SU. Chọn. Yêu cầu nè, các bạn hãy làm theo cái màn hình nè. Yêu cầu bật FOB giữ từ đỏ sang xanh ha. Của chúng ta đã xanh rồi nè các bạn. Xanh rồi ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành nhấn Enter. FOB đã được đăng ký với SU rất là nhanh nha các bạn. Cái chức năng này để chúng ta sẽ kiểm tra một số FOB xem nó có lộn hay không. Trong tình huống mà rất là nhiều anh em thợ sẽ bị giật cái trường hợp này là người chủ quả viết là cái FOB này chính là chiếc xe này. Nhưng mà tại sao khi cái khách đem ra nói là đánh thức không được, mở không được, tìm xe cũng không được, mà các anh đã đo kiểm có nguồn điện vào rồi ha, đã có nguồn điện vào hộp SU rồi nhưng mà tại sao vẫn không được? Thì trường hợp đó các anh có thể sử dụng cái thao tác này. Chúng ta sẽ kiểm tra là xem cái FOB hoặc là mod này có phải là của chiếc xe này hay không để chúng ta báo cáo trực tiếp cho khách hàng biết ha. Rất là nhiều anh em sẽ bị gặp trường hợp này là xe một kiểu, FOB một nơi, có nghĩa là gâu ông này cấm càm bà kia ha. Rồi chúng ta sẽ quay vào cái chức năng chính của chúng ta hôm nay. Để vào phần đọc OSM ID tự động của chúng ta thì vào phần lập trình tự động nè các bạn. Đây, các bạn sẽ thấy đọc OSM ID ha. Chức năng này cho phép chúng ta đọc OSM ID cho những hộp hai dắt, hay nói nôm na là remote 2 nút nè, một nút, hai nút nè các bạn, tất cả remote 2 nút, hoặc là cái hộp SU của chúng ta không thể tháo ra được mà bắt buộc phải khui á, thì qua chức năng này chú giúp chúng ta đọc ra cái mã OSM ID. Một là để kiểm tra lại, hai là chúng ta sẽ là kiểm tra xem hộp này nó có đồng bộ với là OSM trên xe hay không ha các bạn, giúp cho cái công việc của chúng ta nhanh hơn mà chúng ta vẫn giữ được cái hộp SU không khui zin cho khách hàng ha. Tại vì một số khách hàng khó tính, người ta sẽ không chịu các bạn khui ra đâu. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chọn. Máy yêu cầu của chúng ta nè, on FOB lên ha. FOB của chúng ta đã on rồi. Và chúng ta tiến hành nhấn Enter. Đây các bạn sẽ xem ha. Mình nhấn Enter. Rồi chúng ta sẽ đọc ra ha các bạn. Rất là nhanh ha các bạn. Các bạn sẽ ra đây. Rất là nhanh. Cái mã OSM ID code nè. 13901506 ha các bạn. Rất là nhanh. Trùng với cái mã đây nè các bạn ha. Các bạn sẽ thấy trùng nè ha. Đối với cái phiên bản máy Smart Tool 2 của chúng ta, đọc ra cái mã OSM ID này rất là nhanh, không cần phải khui là cái hộp SU ra đâu các bạn ha. Rồi trong quá trình mà các bạn làm á, mà gặp trục trặc hoặc là cần hỗ trợ gì á, thì cứ việc gọi trực tiếp cho mình ha, qua số là 0964 168 131. Và các bạn nên áp dụng một số chức năng như thế này nè, giúp cho cái công việc của mình sẽ tốt hơn ha, nhanh hơn ha các bạn. Rồi video hôm nay thì mình sẽ xin kết thúc tại đây. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.